Rồi xin báo cáo với lại mọi người thì hôm nay là ngày 24 tháng 3 thì Hiếu Huyền với lại anh sang bên giám đốc bên công ty điện tử Suzan đến đây để trao căn nhà đầu tiên trong dự án bốn căn nhà tình thương mà anh em Hiếu Huyền tổ chức cái trận đá banh thiện nguyện của cái năm vừa rồi. Thì đây là căn nhà tình thương, căn nhà thì có trị giá nó tầm khoảng là 110 triệu. Ủa 110 phải không? 110 triệu. Thì đây là hôm nay là đây, đây là chị chủ nhà. Đây là chị Loan. Thấy nhà mới được không chị Loan? Khang trang không? Đẹp. Đẹp ha. Hôm bữa là cái nền cũ là hôm bữa là nền cũ là ra tới đây đúng không? Cái nền cũ là trước là ra tới đây. Bây giờ mình cất thục vô vậy, tại chỉ muốn thục vô để có căn nhà mới vậy, chuẩn bị cưới lấy vợ cho con luôn. Đây. Dạ xin chào chị. Dạ. Đây là một số anh chị doanh nghiệp cùng đồng hành với cái ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã tới. Dạ. Đây là chị Loan chủ nhà. Dạ. Rồi, xin phép được gia đình được quay vô bên trong luôn nha. Dạ, chào cô. À, đây căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn để cho mấy bà cháu ngủ nghe. Tại vì ngôi nhà này thường là chị Loan với là cháu, cháu ngoại. Đây, một căn bếp rất là khang trang ha. Rồi, nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh cũng rất là khang trang ha. Rồi. Rồi. Bị YouTube phòng biển á. Dạ. Chị Ngọc chứ cũng thường hay đi với. Rồi, thông báo với cả nhà là hôm nay là ngày 24 tháng 3 thì bên hội của Hiếu Hiền và anh Sang Suzan trao căn nhà này. Còn đợi thêm một nhân vật đồng hành với Hiếu Hiền nữa là bạn ca sĩ Lâm Vũ. Thì bạn ca sĩ Lâm Vũ cũng chuẩn bị về tới rồi. Rồi. Rất là vui ha. Vô đi con. Con gái vô đây. Vô con. Nó mắc cỡ dữ vậy. Ừ, nó mắc cỡ, đông rồi nó mắc cỡ. Con vô đây nè con, lên đây con. Lên đây với ông nè, lên đây với ông. Kêu bằng bác được rồi, ông nghe thấy ghê quá. Lên đây con tên gì? Con đang học lớp mấy? Lớp 5 hả? Con lớp 5 mà con cao muốn bằng chú rồi. Rồi bây giờ hôm nay là mình có nhà mới, mình ở mình thấy vui không? Vui ha. Rồi hôm nay sẽ có rất là nhiều niềm vui nữa. Không chỉ ngôi nhà này không đâu, mà nhà mình sẽ còn nhận rất là nhiều quà từ phía các cô chú, các anh chị bên các doanh nghiệp ở tại xã Thành Đức, Bến Lức, Long An nha. Trời ơi bữa nay cô Loan cười tủm tỉm luôn. Rồi bây giờ cô Loan sẽ là người thắp nhang đi. Mình thắp nhang trước đi. Có ai cho mình xem biết được giờ này là 15 giờ bao nhiêu phút rồi không ạ? Rồi mình thắp nhang luôn được rồi. Con bé lên thắp nhang với lại ở đây còn ai trong gia đình của chị Loan nữa không? Không có, thằng con đi chạy lên xe rồi không có nhà. Rồi vậy hả? Rồi ok. Rồi bà thắp nhang, con đứng sau con lại nha. Rồi chị Loan khấn giúp em là cúi lại ơn trên hoàng thiên hồ thổ, cúi lại thần hoàng bốn cảnh đất đai duyên trạch, rồi cúi lại ông bà trong nhà trong cửa phù hộ cho chị tên gì đó với cháu với lại các con hay gì đó nọ đó là được có ngôi nhà mới, được an cư lạc nghiệp và gặp nhiều may mắn. Chị khấn vậy là được rồi. Chắp tay lại đi con, khép nó mới tay lại. Đúng rồi. Cho ba chai nước khui sẵn để đây giùm em, cái cũng là phải có nước à. Rồi chị khui nắp ra để đây giùm em luôn, khui nắp ra để đây. Khui ra đi con. À,
Rồi, đây là gương mặt mấy anh chị đại diện bên xã mình, à, xã Thành Đức. Còn đây là mấy anh chị bên doanh nghiệp. Cảm ơn mấy anh chị đã đến đây hỗ trợ cho ngôi nhà. Rồi, có quà cho thêm nữa. Cho mượn cái cổng dây điện nghe con. Chị hai, lấy mượn cổng dây điện nghe.